Trong phần phim trước, Wu đã thành công ngăn chặn Sen và cứu lấy võ thuật Trung Hoa. Cậu cũng tìm ra nguồn gốc xuất thân của mình. Phần phim thứ 3 giới thiệu một phản diện mới vô cùng đáng sợ. Đồng thời đây cũng là lúc Wu đoàn tụ với người cha thất lạc của mình. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Hãy cùng đón xem nhé! Tại linh giới, trong khi đang ngồi thiền cùng những cánh đào, đại sư Away cảm nhận thấy có nguy hiểm, một phi đao có xích bay tới, cụ nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy rồi đẩy ngược lại phía một cây đao khác. Từ phía xa một già trâu xuất hiện. Hắn là Kai, người huynh đệ cũ của cụ. Kai lao tới phá tung tảng đá. Away dùng bùa chấn yểm hắn nhưng không thành. Kai đã mạnh hơn trước nhờ hấp thụ khí công của các sư phụ khác. Kai trâu dùng đao đẩy hai tảng đá phá vỡ vòng tròn bát quái của Away. Dùng dây xích trói cụ lại. Sau đó hút hết công lực của cụ, nhờ đó mà Kai có thể quay lại nhân gian. Nhưng Away nói, ngăn chặn người không phải số phận của ta, ta đã sớm chọn người khác thực hiện điều này, rồi biến thành ngọc bích trong tay Kai. Quay trở lại thung lũng bình yên, Wu cùng nhóm ngũ hùng đang thi nhảy nhót trên các mái nhà, rồi đáp đất cực ngầu, để order 2 tô mì. Ăn xong lại đi off fan, đập cháy cả tay người hâm mộ. Xong xuôi đâu đó, 6 vị huynh đệ trở lại đỉnh núi. Gấu trúc đang thao thao bất tuyệt về thần thái khi uyến nhau thì Sifu xuất hiện. Thầy đi vài đường quyền, lệnh thắp sáng cả võ đường rồi nói đây là buổi học cuối cùng. Từ ngày mai thầy sẽ mất dạy và giao lại võ đường cho Wu. Cậu mất 2 phút mới nhận ra tình hình. Thầy nói do cậu là chiến binh thần long nên được giao trọng trách này, chứ không phải nhóm ngũ hùng. Nói rồi Sifu biểu diễn cho Wu phép biến mất không dấu vết. Buổi học đầu tiên bắt đầu, thầy giáo Wu xưa nay chỉ biết ăn chứ có dạy ai bao giờ đâu mà biết. Cả nhóm nghe theo lời chỉ đạo của Wu mà thương tích đầy mình, lê lết bước ra khỏi võ đường, kết thúc buổi tập. Trên đường về, Wu nghe được ba cung thủ ngỗng đang phàn nàn về mình. Cậu tiến đến tượng đại sư Away để tạ lỗi thì gặp Sifu. Thầy cũng đã biết được tin này do cả thung lũng bàn tán. Nhưng điều ông muốn là thử thách dành cho Wu. Cậu nghĩ thần long đại hiệp chỉ cần tung hoành khắp nơi, đấm đấm đá đá để từ gian diệt ác. Nhưng Sifu nói việc Away chọn cậu còn vĩ đại hơn thế rất nhiều. Sức mạnh vượt qua sự tưởng tượng của bất kỳ người nào. Nói rồi thầy vận thần công khiến một bông hoa héo úa tươi tắn trở lại. Wu mắt chữ A mồm chữ O chứng kiến bông hoa. Đây là bí kíp cụ rùa đã tu luyện 30 năm để tập, vừa nghe xong đã thấy nản. Ngồi ăn trong gần ấy năm thì được, chứ tập luyện thì cậu chịu thôi. Trong khi đó, ở một trang trại xa xôi, Kai trở về trong một quả cầu khổng lồ. Sau khi tra hỏi gia đình nhà thỏ vịt, hắn biết mình đã đến được nhân gian rồi thả các bảo ngọc ra, sai chúng đi tìm thần long đại hiệp và nhóm ngũ hùng. Tại quán mì của bố vịt, Wu giật mình nghe tin kỷ lục ăn bánh bao của mình đã bị phá vỡ. Cậu chạy ra thì gặp một gấu trúc già tự xưng là Lý Sơn, đang đi tìm con trai thất lạc. Wu nói cậu cũng đang tìm lại cha mình. Cả dân làng ngạc nhiên nhận ra điều gì đó. Nhưng rồi hai người lại quay lưng đi và chúc nhau tìm được người thân của mình. Mọi người nghe vậy mà tức ác. Mất 5 giây lốt họ mới sực nhớ ra đây là con trai ta, chạy đến ôm lấy nhau trong sự vui mừng của mọi người. Lý Sơn nói rằng ông nhận được thông điệp từ vũ trụ để đến tìm Wu và kể cho cậu nghe về ngôi làng gấu trúc. Còn Wu dắt bố mình lên điện ngọc tham quan. Hai cha con đi xem cổ vật mà như đi quẩy vậy, nghịch ngợm phá phách khắp đại sảnh. Thình lình nhóm ngũ hùng xuất hiện, Wu giới thiệu với mọi người về cha mình. Đột nhiên có tin báo thung lũng đã bị quấy phá, Wu cùng mọi người phải đi để giải quyết. Thì ra đội quân xác sống ngọc thạch của Kai đã đến thung lũng để tìm Wu. Nhóm ngũ hùng đánh không lại các sư phụ ngọc thạch, còn Wu thì được đánh nhau với thần tượng là sư phụ nhím nên không hề biết đau. Sifu xuất hiện để làm Wu tỉnh ngộ. Cậu cho hết bánh bao vào miệng làm súng thần công bắn về phía các ngọc thạch, rồi cùng ngũ hùng tiến đến trấn áp chúng. Họ nhận ra các vị sư phụ đã bị chiếm đoạt chân khí. Kai dùng siêu nhãn thông qua các sư phụ, giới thiệu bản thân và tuyên bố sẽ hút sạch khí công của mọi người. Nhưng các thầy trò nói không quen ai tên Kai. Cảm thấy bị quê sâu sắc, Kai thu quân về chuẩn bị lực lượng. Sifu cùng các học trò về thư viện sử ký để tìm kiếm thông tin về Kai Châu. Thì ra trước đây Kai và cụ rùa Away là huynh đệ chí cốt cùng nhau chiến đấu nhiều mặt trận. Cho đến một ngày, cụ Away bị thương nặng vì bị phục kích. Kai cõng bạn mình đi khắp nơi cầu cứu, rồi tìm được một ngôi làng gấu trúc bí mật. Dân làng vận khí để cứu sống Away, rồi dạy họ cách dùng khí ban tặng sự sống. Nhưng Kai nhận ra sức mạnh có thể được cho đi thì cũng có thể bị chiếm đoạt. Hắn nảy sinh ý đồ cướp khí của người khác để tăng sức mạnh cho mình, buộc Away phải trục xuất người bạn cũ tới cõi linh hồn. Ông cũng nhắn nhủ rằng chỉ có người tinh thông khí mới có thể ngăn chặn Kai. Nhưng hiện nay không ai đủ tiêu chuẩn cả, đến khi Sifu luyện tập 30 năm cũng chỉ có thể làm bông hoa nở. Ông Lý nghe xong đề nghị dẫn Wu đến làng gấu trúc để dạy con cách dùng khí đánh bại Kai, còn những người khác ở lại cầm chân hắn. Sifu lệnh Hạc huynh và Đường Lang đi hóng tin tức của Kai. Hai cha con nhà gấu trúc lên đường trở về quê hương, giữa đường phát hiện cha vịt trốn trong hành lý vì muốn chăm sóc cho cô bé bỏng. Cả ba vượt qua nhiều chặng đường gian nan, khắc nghiệt để đến ngôi làng. Trước mặt Wu là một khung cảnh yên bình, người dân chung sống hòa thuận, gấu trúc con nô đùa thỏa thích. Mọi người hồ hởi tiến đến chào đón hai cha con trở về. Họ tặng Wu dây chuyền bánh bao nhưng lại xúm lại ăn hết. Còn có một ông chú gấu đam mê ôm ấp và một ông anh với nụ cười khó quên. Dân làng tổ chức tiệc chiêu đãi Wu, mọi người lăn lông lốc xuống dốc. Wu cục thử xem nhưng kết quả chỉ lao vào đá và gốc cây.
Sau nhiều lần thử độ cứng, cu cũng đến bàn tiệm. Nhập ra thủy tục, cậu bò đụa, ăn thức ăn bằng tay như mọi người. Lúc này hát gơn của làng xuất hiện cùng giải lụa làm cu rung động. Cô dùng nó mời cu lên biểu diễn trong sự tán dương của mọi người. Ở một diễn biến khác, Hạc và bọ ngựa trên trời đi thám thính về cai thì gặp các vị sư phụ khác, cũng đi tìm hắn để đòi lại công lý. Bọ ngựa gia nhập cùng đội hình, mặc sự ngăn cản từ Hạc, để rồi chịu chung số phận bị hóa thành ngọc bích cùng các sư phụ. Hạc tiến tới để cứu người huynh đệ nhưng không kịp, còn bị cai dùng chính bọ ngựa để khiêu khích rồi dùng xích trói lại. Quay lại với cu và dân làng. Sáng hôm sau cậu tập làm quen với nếp sống ở đây. Cu béo dậy sớm để thành công đến gặp bố nhưng ông lại khuyên cậu nên ngủ thêm. Cu béo chạy về phòng chuẩn bị mất 0,5 giây để chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy mặt trời đã sang chiều. Cậu ra ngoài đá cầu cùng lũ trẻ nhưng không may lai đá trúng một bà cụ. Sau đó, cậu lên đỉnh học lăn cùng đồng bọn nhưng đập hết tảng đá này, đến cái cây khác rồi đáp xuống trúng cha mình. Một nhóm khác dùng cây trúc để bật nhảy, cu tí tẩn làm theo lại hạ cánh đúng chỗ em họ. Cu mệt gần chết, thở không ra hơi, tiếp tục lăn xuống trúng hát gơn, bị quấn vào giải lụa rồi lại bị ông chú thích ôm siết mạnh muốn ngã thở. Xế chiều, hai cha con gấu ngồi trên trời ngắm khung cảnh bình yên của xóm làng. Cu cảm ơn Lý Sơn vì đã cho cậu tận hưởng cuộc sống của một gấu trúc. Cậu hỏi khi nào cha truyền cho cậu cách vận khí công nhưng ông nói chưa đến lúc, rồi dẫn cậu đến một góc đặt ảnh mẹ và cậu hồi nhỏ. Cu hứa với Lý Sơn sẽ luôn bên cạnh, không để ông mất thêm người thân nào nữa. Ở điện ngọc, hàng trăm mũi tên được gửi đến cùng những lá thư thông báo các sư phụ khác đã thất bại dưới tay cai. Thi Phương lệnh cho đệ tử xuống sơ tán dân làng. Bỗng chốc bọ ngựa, Hạc phiên bản xanh ngọc và cai già châu xuất hiện chặn đường họ. Hắn nói Away đã phản bội hắn, chính vì vậy hắn tới để phá hủy tất cả di sản đại sư để lại. Bốn thầy trò hợp lực ngăn cản cai châu, hổ sư tỷ tung một cước từ trên cao đẩy lùi hắn. Cai tức giận điều khiển Hạc bay đến tấn công lại, còn bọ ngựa bẻ lưỡi đao ném về phía rắn. Anh khỉ cố ngăn bọ huynh thì bị đánh cho bầm dập, lại còn bị điều khiển đấm lại đồng đội. Bên này Thi Phư solo với cai. Ông tránh những cú phi đao của hắn, chạy trên dây xích, chuẩn bị tung đòn thì thấy Bảo Ngọc phụ rùa làm phân tâm rồi bị đánh bay ra. Khỉ ca và xà tỷ bị cai hút hết sinh lực. Hổ tỷ định lao vào nhưng Thi Phư cản lại, bảo cô hãy đi báo tin cho vu. Cả hai lại bị hắn hất tung ra xa lần nữa, rồi dùng dây xích quấn quanh tượng cụ rùa, kéo đổ. Dùng nó phá hủy điện ngọc rồi thả xuống thung lũng trước sự bất lực của Thi Phư. Ông tức giận nhưng cai không quan tâm, tiến đến hút hết chân khí của ông. Hổ tỷ căm phẫn đứng nhìn, nhặt mảnh ghi chép lén rời đi. Cu vẫn đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên cạnh đại gia đình gấu trúc. Cậu thử vận công vào bông hoa héo nhưng không có tác dụng. Hổ tỷ bất ngờ xuất hiện để báo tin mọi người đã bị cai khống chế. Hắn đang tiến đến ngôi làng. Lý Sơn nghe vậy lập tức sơ tán ngôi làng. Cu tiến đến cha yêu cầu dạy khí công, nhưng ông nói không phải lúc này, rồi rời đi. Cu tiếp tục đuổi theo năn nỉ. Ông đành nói môn võ đó đã bị thất truyền, và việc ông nói vậy chỉ để cu quay trở về cùng ông. Cu giận cha mình vô cùng, cậu bỏ đi nhưng chứng kiến sự hoảng loạn của dân làng, cậu lại càng sục sôi tinh thần chiến đấu, ngày đêm luyện tập cùng tượng gỗ. Bố vịt nhìn thấy vậy mà thương. Ông mang bánh bao đến cho bố gấu, đặt ảnh ba người cạnh ảnh mẹ cu và nói, hiện nay cu đang rất cần hai người cha này. Hổ tỷ thấy cu tập luyện trong vô vọng, cô tiến đến khuyên cậu phải tìm giải pháp khác, bấy nhiêu đây không đủ đánh bại cai. Hắn còn có cả một đội quân ngọc bích. Bất chợt Lý Sơn xuất hiện, nói cu cũng sẽ có đội quân của riêng mình. Rồi từ sau màn sương, tất cả gấu trúc đã quay trở lại. Lý Sơn nói hãy dạy cung phu cho mọi người, làm cho mọi người giống cậu. Cu nói cậu không biết dạy, đến cả hổ tỷ đã biết võ mà cậu còn không dạy nổi. Bỗng nhiên, cu nảy ra sáng kiến, chỉ cần mọi người là chính mình thì sẽ học được cung phu. Cậu bắt đầu giảng dạy cho mọi người theo sở trường riêng. Gấu nhỏ thì đá cầu, gấu lớn thì lăn, gấu ôm thì cho xiết cột, gấu lụa thì cho múa dây. Dần dần nâng cấp cho ông chú ôm khúc gỗ lớn hơn, gấu nhỏ đá pháo, gấu lụa chuyển sang múa côn. Cậu lập kế hoạch tác chiến cho cả làng. Nhưng lũ gấu còn lại ăn mất đồ nghề, cả gậy trúc cũng không tha. Mọi người chỉ cần đánh lạc hướng cai để cu tiếp cận và dùng nhất dương chỉ tiễn hắn về chầu. Sau khi bàn bạc xong, cu mở quyển sách hổ tỷ mang đến ra xem. Lý Sơn thử động tác cho mình và xin lỗi vì không giúp được con trai. Tiếng động lạ vang lên, phía dưới cai dùng đao phi lên tháp để tiếp cận ngôi làng. Cu khiêu khích làm cai tức giận ném ngọc bích vào làng. Đó đều là sư phụ hoặc huynh đệ của cu. Cậu dẫn dụ đội quân xanh đến trận địa đã bố trí sẵn. Đôi gấu bay kẹp thịt Hạc xanh rơi cắm mỏ xuống đất. Cu ra hiệu cho đội lăn lao xuống đâm một dàn xuống đất. Cu trượt chảo xuống sườn tuyết. Gấu ôm ở dưới chặn đường siết chặt một bé. Cô vũ công dùng dây lấy vũ khí của chúng sau đó lấy côn đập không trượt phát nào. Gấu khổng lồ xanh đuổi theo cu thì bị gấu con bắn pháo hoa vào mồm. Cuối cùng cai dùng Thi Phư đuổi cu, cậu bỏ chạy không dám ra tay với thầy. Gấu mèo xanh đuổi theo thì bị hai ông bố trong bộ giáp tế giáp chặn lại bằng chảo. Cu leo lên cao thấy cai đang phân tâm vì quá nhiều hình ảnh, cậu trượt xuống tạo thành bóng tuyết đâm lấy hắn rồi túm được ngón tay. Vận nhất dương chỉ nhưng không có tác dụng. Cai hoảng sợ giả chân, nói chiêu thức này chỉ có tác dụng với người sống, còn hắn vốn đã chết từ lâu. Rồi thu hết các linh hồn về. Cu bị cai hất tung rồi ra trưởng trời giáng khiến cậu chấn thương đầy mình. Cu khuyên mọi người nên chạy đi trước khi quá muộn.
Cai tiến đến buông lời chế nhạo Away rồi dọa nạt dân làng. Thần Long Đại Hiệp thấy mọi người hoảng sợ liền nghĩ ra cách. Không thể đưa người chết về thế giới linh hồn nhưng người sống thì có thể. Cậu đứng dậy dùng trò đánh lạc hướng Ba Su, có con trâu trên trời kìa, khiến Cai phân tâm. Cậu leo lên quấn lấy Cai rồi dùng vô tích tỏa chi công với chính mình, đưa cả hai rời khỏi nhân thế. Hai người trai nhìn con trai biến mất trong cánh đào mà lòng nặng trĩu. Hổ tỷ nói Vu đã hy sinh để cứu dân làng, vậy ai sẽ cứu con trai ta? Tại linh giới, tức giận vì bị trúng kế, Cai tiếp tục trận chiến, ném đao về phía Vu, rồi kéo cả ngọn núi về phía cậu. Dùng dây xích trói chặt và bắt đầu hút chân khí của Vu. Ly Sơn thấy các cánh đào rơi xuống, dự cảm điều chẳng lành kêu gọi mọi người lại gần. Ông Ly hiểu ra việc nhận ra mình là ai là cách vận khí, nhớ lại hình vẽ đã xem. Ông đưa bàn tay ra, mọi người cùng làm theo. Tay ông dần phát sáng, in lên hình cơ thể đang dần hóa ngọc của Vu. Sau đó là những bàn tay khác xuất hiện phủ kín khắp người cậu. Vu xuất chiêu phá tung dây xích hất Cai ra xa, cậu xuất hiện trong bộ dạng mới. Một con rồng bằng khí xuất hiện bao bọc xung quanh cậu. Ta là chiến binh rồng. Nghiêm túc không quá 3 giây, Vu ôm bụng cười vì mình quá ngầu. Cai tung đao về phía cậu, khi rồng cướp lấy rồi quay Cai vài vòng rồi lắc mông hất bụng vào hắn, lượn vài vòng cho hắn thử độ cứng với đá. Tiêu hóa luôn đao xích của hắn, Cai tức giận xông về phía Vu. Cậu luyện công rồi nói sẽ trao toàn bộ năng lượng cho hắn. Rồng thần bay thẳng vào người trâu, ban đầu hắn còn vui vẻ vì nguồn năng lượng dồi dào. Nhưng rồi bắt đầu hốt hoảng nhận ra mình đang quá tải và nổ tung. Các tượng ngọc bay ra rồi trở về nhân gian với trạng thái bình thường. Mọi người đều chờ đợi nhưng không thấy Vu xuất hiện. Tại linh giới, Away tiết lộ ông chính là người gửi thông điệp từ vũ trụ cho ông Lý để tìm con. Away còn cho biết lý do ông chọn Po là Thần Long Đại Hiệp, vì cậu là một gấu trúc. Cậu có tiềm năng trở thành bậc thầy về khí và là cầu nối quá khứ với tương lai. Sau đó Away chọn Po làm đại sư mới và giao chuyện phép cho cậu. Po sử dụng cây gậy để quay về trần thế. Sau khi đoàn tụ và cảm ơn mọi người, Po đảm nhiệm vai trò mới của mình. Điện ngọc cũng được xây lại, là nơi cư dân thung lũng bình yên và làng gấu trúc học về cung phu và khí. Bộ phim đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.